tái khởi công chế tác bảo tượng Phật Ngọc Thích Ca Mâu Ni nặng 16 tấn, lớn nhất thế giới. Ngày 27 tháng 8, nhân mùa Vu Lan báo hiếu pháp luật 2567, du lịch 2023, chùa Yên Tử, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ chú nguyện khai tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông và tái khởi công chế tác bảo tượng Phật Ngọc Thích Ca Mâu Ni nhằm hồi hướng công đức và nguyện cầu quốc thái dân an, nhân sinh an lạc. Tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông được chế tác bằng ngọc bích có kích thước 1:1 với phiên bản của tượng Phật Hoàng trong tháp tổ tại chùa Yên Tử. Dự kiến sau lễ chú nguyện, bức tượng sẽ được công ty Thần Châu Ngọc Việt và công ty cổ phần xã hội Nhân Tông cùng xiển dương dân thờ tại chùa Yên Tử vào ngày 13 tháng 12 năm 2023, tức ngày 1 tháng 11 năm Quý Mão, nhân ngày giỗ của thứ 715 của Phật Hoàng, đồng kỷ niệm 60 thành lập tỉnh Quảng Ninh. Loại ngọc bích dùng tạc tượng Phật Hoàng được khai thác ở vùng mỏ Myanmar quốc gia có mỏ ngọc bích Yadite lớn nhất. Loại ngọc này trong suốt và độ bóng cao hơn so với các loại ngọc quý khác và thường được gọi là phỉ thúy, nghĩa là trong một miếng ngọc có cả màu xanh lá cây và màu đỏ. Tượng Phật Hoàng quý giá không chỉ bởi giá trị của ngọc bích Yadite mà còn bởi sự châu chuốt, công phu đến từ đôi bàn tay điêu luyện của các nghệ nhân và tấm lòng biết ơn những công lao và sự đề cao nhân đức, triết lý sống đời đẹp đạo của Phật Hoàng. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam chia sẻ, bức tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông tại Tháp Tổ Hoa Yên được Đức Vua Trần Anh Tông, con trai Phật Hoàng tạc dịp một năm ngay sau ngày mất của Đức Phật, nên chắc chắn hình tượng đó phải giống ngài nhất. Việc tạo tác bức tượng Phật Ngọc theo nguyên mẫu sẽ góp phần hình ảnh tinh túy nhất của Tháp Tổ truyền đến cho con cháu đời sau. Cũng trong dịp này, cũng sẽ tái khởi công chế tác bảo tượng Phật Ngọc Thích Ca Mâu Ni lớn nhất thế giới. Nối tiếp di nguyện gian dở của cố nghệ nhân Đào Trọng Cường, Phật Ngọc sẽ được tạo nên từ khối đá quý khổng lồ, hoàn hảo gần như không có vết nứt. Chị Đào Thị Hạnh Trâm, con gái của cố nghệ nhân Đào Trọng Cường cho biết năm 2009, ông đã đưa về nước thành công khối ngọc bích dây tuyệt mỹ nặng 35 tấn, được khai thác từ một mỏ ngọc lớn nhất Myanmar. Khối ngọc quý này đã phải trải qua các chặng đường đầy ly kỳ, khó khăn trong suốt 3 năm mới về đến Việt Nam. Thực hiện di nguyện của cố nghệ nhân, gia đình của ông sẽ tiếp tục thực hiện việc chế tác tượng Phật. Dự kiến sau khi hoàn thành tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc dây sẽ nặng tới 16 tấn, cao 3 mét, chiều ngang là 2 mét và chiều dài 1 mét. Bệ đế nặng tới 9 tấn, cao 60 cm, mỗi chiều là 2,1 mét khi hoàn thành. Đây sẽ là pho tượng Phật ngọc dây lớn nhất thế giới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.